bạn nhé. Khuôn thép tròn, sơn tĩnh điện, dài 1m9, rộng 70cm. Rất là chắc chắn ạ. Tấm vải ở đây là vải bạt liền. Vải bạt liền nó khá là căng, nó ít khi bị trùng rão. Và nâng đầu này, nâng đầu thì có thể nâng được nhiều lớp này, 4 lớp. Dù này thì các bạn có thể sử dụng ở gia đình hoặc là sử dụng để nghỉ trưa ở văn phòng, rất là thuận tiện. Chỉ gấp thì nó sẽ gấp đôi lại các bạn nhé. Đây là thao tác mở, các bạn mở hai chân đầu gần như thế này. Khi các bạn lật phần đầu thì các bạn nhớ giữ tay, một cái tay ở đây, tay còn lại thì các bạn lật phần đầu. Sắp mới nên là cái vải khá là căng, các bạn chú ý một chút.